thấy là các trường top thì nó sẽ có nhiều cơ hội, ví dụ như là các cơ hội đi du học ấy ạ. Còn các trường phía sau, còn các trường không phải là trường top thì nó vẫn sẽ rất là tốt, nhưng mà cơ hội mà đi du học hay là cơ hội đạt học bổng thì em thấy nó sẽ ít hơn ạ. Em nghĩ rằng là việc chọn một trường hot ấy thì nó sẽ giúp cho mình sau này khi xin việc thì cái CV của mình nó sẽ đẹp hơn. Kính thưa quý vị, hiện nay ngành hot, trường top đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều sĩ tử, bởi các em cho rằng đây là ngành nghề được xã hội trọng dụng, cơ hội việc làm cao. Liệu quan điểm này còn đúng trong bối cảnh hiện nay? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia. Các bạn nên loại cái từ hot ra trong cái danh mục nguyện vọng của mình. Tức là khi mình đã phân tích thì mình phải phân tích dựa trên là nguyên tắc của chọn ngành trước và chọn trường sau. Ngành phải dựa trên những cái phân tích rất là khách quan đối với bản thân và khách quan đối với xã hội. Khách quan đối với bản thân tức là nhìn nhận cái năng lực, cái sự yêu thích của mình một cách rõ nét nhất. Và khách quan đối với những yêu tiêu chí của xã hội, có nghĩa là phán đoán được cái nhu cầu việc làm trong tương lai và những cái diễn biến của ngành nghề đấy trong ngắn hạn và dài hạn để mình có ứng xử phù hợp. Thì khi mà mình đã xác định được cái danh mục ngành và trường, ngành mình yêu thích nhưng mình cũng lựa chọn trường trên cơ sở là cái môi trường học tập đấy nó có phù hợp với cái con người của mình hay không và những mong muốn của mình hay không, thì khi đó mình sẽ có một danh mục ngành nghề nó thích hợp nhất với mình, mà không cần quan tâm đến là nó đang được xã hội đặt tên là hot hay không. Ngay sau khi biết điểm thi, từ ngày 18 tháng 7, thí sinh sẽ tiến hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thí sinh có 12 ngày, từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.